chào, mình là Yến Chi và chúng ta lại gặp lại nhau tại kênh của Mr. Jero, bóng đá vui nhộn. Scandal World Cup 2002, nỗi nhục của lịch sử bóng đá thế giới. Hàn Quốc từng được xem là niềm tự hào của châu Á khi lọt vào bán kết World Cup 2002. Tuy nhiên, để tạo qua ánh hào quang đó, đội bóng xứ Kim Chi đã sử dụng đến những chiêu trò tệ nhất. Thành tích của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002 vẫn luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi, bởi tai tiếng liên quan đến trọng tài luôn song hành cùng những chiến binh Daegu. Cùng Mr. Jero khám phá video Scandal World Cup 2002, nỗi nhục của lịch sử bóng đá thế giới. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho kênh của Mr. Jero nào. Tạm biệt. World Cup năm 2002 được nhiều người nói là nỗi nhục Hàn Quốc, nỗi nhục của châu Á. Và World Cup năm 2002, nỗi ô nhục của môn thể thao vua, liệu có đúng hay không? Điều này có lẽ tự trong lòng của những người hâm mộ bóng đá có câu trả lời. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỳ World Cup đáng nhớ này. Hàn Quốc từng được xem là niềm tự hào châu Á khi lọt vào bán kết World Cup năm 2002. Tuy nhiên, để tạo ra ánh sáng hào quang đó, đội bóng xứ Kim Chi đã sử dụng đến những chiêu trò tệ nhất. Angel Sanchez, Gama Agandu, Byron Moreno, đó hẳn là những cái tên xa lạ. Nhưng hãy chú ý, đó là những diễn viên chính trong hành trình cổ tích của Hàn Quốc, đại diện châu Á lọt vào bán kết nhờ tiếng còi méo của ba vị trọng tài trong vụ bê bối đi vào lịch sử. World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức 4 năm một lần. Mỗi lần tổ chức, World Cup đều có một chuyện để báo chí mổ xẻ và năm 2002 được xếp vào một trong những vụ scandal tai tiếng nhất trong lịch sử của FIFA. Nếu trước đó, World Cup năm 1986 được gọi với cái tên là bàn tay của Chúa khi mà chân sút nổi tiếng thế giới Diego Maradona đã dùng tay ghi bàn vào lưới của đội tuyển Anh trong trận tứ kết Anh gặp Argentina, thì World Cup năm 2002 kinh khủng hơn nhiều khi mà đây chỉ là cuộc chơi của Hàn Quốc và trọng tài. Như nhiều người nói, một tay trọng tài che cả bầu trời khi mà ông ta có quyền trên sân bóng. Mọi quyết định của trọng tài dù đúng hay sai trên sân đều được công nhận. Vào năm 2002, lần đầu tiên vòng chung kết World Cup diễn ra tại châu Á. Hai quốc gia vinh dự đứng ra tổ chức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại giải này, đội bóng xứ sở Kim Chi đã trở thành hiện tượng khi lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha đã tiến vào bán kết. Cụ thể, vào buổi chiều tháng 6 năm 2002, theo thông tin được tiết lộ trên nhiều tờ báo uy tín lúc bấy giờ cho hay, một quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá của xứ sở Kim Chi đã tìm gặp vị trọng tài có tên là Sanchez. Ông này bắt chính trận Hàn gặp Bồ Đào Nha. Và cũng trong cuộc chiến, trọng tài đứng về phía Hàn Quốc này, Bồ Đào Nha đã phải trải qua một thảm kịch khi bị phạt thẻ đỏ một cách vô lý, đồng thời bị từ chối bàn thắng một cách không có căn cứ. Cuối cùng, Bồ Đào Nha đã ngậm ngùi chia tay FIFA World Cup năm 2002 một cách đầy ấm ức. Cả châu Âu choáng váng vì chiến thắng gây sốc của Hàn Quốc, người Bồ Đào Nha thì uất hận, còn người Italy, đối thủ của Hàn Quốc tại vòng 1/8 thì bắt đầu cảm thấy dấu hiệu không lành. Trước giờ bóng lăn, tôi đã lường tới kịch bản xấu khi Nhật Bản bị loại chỉ vài giờ trước. Tôi đã nói với trợ lý Pietro Gedin rằng đó là dấu hiệu xấu và rồi mọi thứ đúng như tôi lo ngại. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy Giovanni Trapattoni kể lại, cho đến bây giờ, người Ý vẫn chưa tiêu hóa nổi thất bại ở World Cup năm 2002. Với họ, đấy là một kỷ niệm đau đớn trong chuyến hành quân tới lục địa vàng. Thời điểm đó, đội bóng thiên thanh của Giovanni Trapattoni quy tụ được rất nhiều anh tài. Án ngữ phía trên là những cái tên thuộc tầm huyền thoại bao gồm Maldini, Nesta và Cannavaro. Chịu trách nhiệm ghi bàn sẽ là bộ ba đỉnh cao hoàng tử Totti, Bombong, Vieri và Del Piero. Ở hàng thủ còn có Buffon, thủ môn vừa phá kỷ lục chuyển nhượng một năm trước đó, và huyền thoại sống Paolo Maldini đóng vai trò xương sống. Trong khi đó, Hàn Quốc của Quyết Hiddin là tập thể non trẻ, hai cựu binh còn sót lại từ những kỳ World Cup trước là Wang Sung Hong và Hong Mun Bo đều đã luống tuổi. Một thế hệ mới toanh, bao gồm An Trung Hoang, Park Ji Sung, Song Jae Gut, Lee Dong Pyo và Cha Yuri. Nhưng rồi bầu trời kỳ vọng nhanh chóng sụp đổ, ngay ở vòng 16 đội, một kịch bản gần như không tưởng, cũng tương tự như việc đội bóng chủ nhà lọt đến tận vòng bán kết như vậy. Đỉnh cao và vực sâu, tất cả đã hiện diện lại tại sân De Jong vào ngày 18 tháng 6. Chẳng phải chờ lâu, ngày phút thứ 4, tranh cãi đã nổ ra.
Trong tình huống kéo áo không rõ ràng của Banusi với Seoul Ki-hong-eul, ông vua áo đen người Ecuador lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Người Hàn Quốc đã thất bại trong pha bóng ngon ăn ấy, và hay nói đúng hơn là sự xuất sắc của Buffon đã cứu thua cho Italy. Và bàn mở tỷ số lại thuộc về đội khách sau cú đội đầu dũng mãnh của Vieri ở phút 18. Thế nhưng, mọi thứ sau đó với binh đoàn Thiên Thanh là cơn ác mộng. Khắp khán đài, những tấm băng rôn và tiếng hô kích động được người hâm mộ chủ nhà giơ cao trong suốt 120 phút. Còn dưới mặt sân là lối chơi 3-4-3 áp sát đầy khó chịu mà ông Goodheading áp dụng. Tất nhiên, người Italy cảm thấy khó chịu với sự ngược đãi đó. Họ bắt đầu phản ứng, lần lượt Totti và Vieri nhận thẻ vàng vì những tình huống vung tay vào mặt đối phương. Dù vậy, sự tức giận của Ayuri chỉ đến đỉnh điểm sau chuỗi quyết định không hợp lý của ông Moreno. Trọng tài chính, người Ecuador, Byron Moreno thoải mái để các cầu thủ xứ Kim Chi dùng võ để thi đấu. Trong đó, tiền đạo vào thay người Lee Chun-so tung chân sút thẳng vào đầu hậu vệ Paolo Maldini của đối phương mà cũng chẳng bị nhận thẻ. Kết thúc 90 phút chính thức, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Ông rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ với Francesco Totti ở phút 103 với cớ Totti ăn vạ cho dù anh không hề ăn vạ. Chưa kể, Moreno còn bỏ qua tình huống phạm lỗi nặng của Quang Sung Hong với Gianluca Zambrotta và pha thúc cùi trỏ của Kim Tae Young với Alessandro Del Pireo. Để rồi trong thế 10-11, Italia đã bị Hàn Quốc loại bằng bàn thắng vàng ở phút 117. Với sự trợ giúp nhiệt tình của trọng tài, Hàn Quốc cuối cùng cũng ghi được bàn từ pha đánh đầu của An Trung Hoang. Người hùng của xứ sở Kim Chi sau đó trở thành nạn nhân của sự căm phẫn từ Italy. Dư luận tại xứ sở Mì Ống đòi câu lạc bộ Perugia thanh lý ngay hợp đồng với chủ nhân của bàn thắng vàng tại vòng 1-8 World Cup năm 2002. Tuy nhiên, chẳng đợi làn sóng phản đối nổi lên, chủ tịch Luciano Gaucci của Perugia cũng đã phán quyết với tuyển thủ Hàn. Thậm chí, ông Gaucci còn mỉa mai, hồi mới đến đây, trông ăn như con dê lạc mẹ, hắn không đủ tiền mua một cái sandwich. Italia bị loại đầy tức tưởi, còn Moreno gieo vào người Italy mối hận thiên thu. Đến mức sau khi World Cup năm 2002 khép lại, cánh truyền thông của Italy vẫn đeo bám Moreno đến cùng. Họ liên tiếp khui ra những scandal để chứng tỏ Moreno vừa kém vừa gian. Chỉ vài tháng sau, Moreno bị Liên đoàn bóng đá Ecuador treo còi 20 trận vì tham gia dàn xếp tỷ số ở giải vô địch nước này. Hơn 17 năm đã trôi qua, song đến bây giờ không chỉ các fan cuồng của đội tuyển Italy mà rất nhiều người hâm mộ trên thế giới vẫn không thể quên những quyết định dìm chết Italy bằng được của Moreno. Ai có thể tha thứ cho Moreno chứ thủ thành Gianluigi Buffon thì không bao giờ. Khi được hỏi về chuyện Moreno bị bắt vì tuồn 6kg heroin vào Mỹ hồi năm 2010, Buffon bình luận: 6kg ma túy à? Ông ta đã tàng trữ lượng ma túy ấy từ hồi năm 2002. Không phải giấu trong quần lót của ông ta mà nó đã ngấm sẵn trong người ông ta rồi. Nhưng đó là câu chuyện của sau này. Quay trở lại với mùa giải World Cup năm 2002, chúng ta chỉ vừa mới đi đến vòng 1-8 và đối thủ tiếp theo của các chiến binh Tewood không ai khác chính là những dũng sĩ bò tót. Những hình ảnh tiêu cực tiếp tục được Hàn Quốc và trọng tài lặp lại ở tứ kết khi gặp Tây Ban Nha. Theo thống kê, dàn bò tót đã phải chịu 22 cú vào bóng ác ý của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ có một cầu thủ duy nhất của đội tuyển xứ Kim Chi nhận thẻ vàng là Yu Sang-chun, trong khi trọng tài chính Gama Agandua rút hai thẻ vàng để phạt Javier Pedro và Fernando Morientes của La Rocha chỉ vì lỗi phàn nàn. Tuy nhiên, cơn thảm kịch chỉ đến với Tây Ban Nha khi họ bị trọng tài từ chối hai bàn thắng hợp lệ sau 120 phút thi đấu. Tâm lý ức chế trước lối chơi bạo lực của cầu thủ Hàn Quốc cùng những tiếng còi méo của trọng tài Agandua khiến đội tuyển đến từ bán đảo Iberia để thua 3 năm sau loạt penalty, qua đó theo chân hàng xóm Bồ Đào Nha rời World Cup. Tại bán kết, khi các cầu thủ Hàn Quốc không còn đủ sức để gây khó dễ cho tuyển Đức, thì các cổ động viên của đội chủ nhà lại có những hành động vô cùng phản cảm. Người dân xứ sở Kim Chi đã đem di ảnh của tiền đạo Miroslav Klose và thủ thành Oliver Kahn để trù cổ xe tăng. Tuy nhiên, mục đích đen tối của họ đã thất bại hoàn toàn khi Michael Ballack ghi bàn duy nhất ở phút 75 chấm dứt nỗi ác mộng mang tên Hàn Quốc. Kết thúc giải, người Hàn Quốc hãnh diện vì nghĩ rằng họ không chỉ tổ chức một giải đấu thành công cùng Nhật Bản, mà đội tuyển của họ đã làm nên điều thần kỳ nhất trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, theo tờ Gazeta Sport, đằng sau ánh hào quang đó là những vết đen có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể tẩy xóa.
hàng loạt hành vi phi thể thao của tuyển thủ Hàn cùng sự tiếp tay của các trọng tài sau đó đã bị phanh phui. Vài năm sau, Moreno được mời sang Italia tham dự một show truyền hình. Tại đây, vị trọng tài người Ecuador đã thừa nhận việc cố tình thổi ép Italy để giúp Hàn Quốc tiến sâu. Năm 2015, chiến dịch truy quét tham nhũng của FIFA đã lòi ra một bí mật đen tối tại World Cup năm 2002. Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá CONCACAF thừa nhận là người chỉ định Gama Agadu cầm còi trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và người Hàn Quốc. Phần thưởng cho vị trọng tài Ai Cập là một chiếc xe hơi cáu cạnh. Vậy, Agadu đã làm gì để trả công một chiếc xe hơi? Kết quả trận tứ kết năm đó có lẽ đủ để trả lời cho câu hỏi này. Những sai lầm mang tính hệ thống của đội ngũ cầm cân nảy mực trong các trận đấu của Hàn Quốc khiến giới mộ điệu hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ về việc các ông vua sân cỏ này chịu tác động từ thế lực ngầm nào đó để trợ giúp đội bóng xứ Kim Chi. Cần biết, trọng tài Byron Moreno điều khiển trận đấu giữa Hàn Quốc và Italia cũng từng bị bắt ở Mỹ vì vận chuyển 6kg heroin. Sẽ là không công bằng nếu phủ nhận sạch trơn nỗ lực phi thường của Hàn Quốc. Họ đã được ngợi ca bằng những tiến bộ dưới triều đại của phù thủy Good Hiddink, với nền tảng thể lực vượt trội và ý chí đáng khen. Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ giải đấu, có lẽ người hâm mộ châu Á vẫn ao ước tìm kiếm niềm tự hào mới tại World Cup để không phải nhớ đến nỗi hổ thẹn từ tiếng còi méo của vị trọng tài mà đội tuyển Hàn Quốc từng được hưởng lợi năm ấy. Còn bạn thì suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, nếu không có sự chống lưng của cầu thủ thứ 12, thì liệu tuyển Hàn Quốc có làm nên lịch sử tại sân chơi lớn nhất thế giới? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng xin đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!